được khởi công từ năm 2011 với vai trò quan trọng trong việc cấp nước tưới cho 16.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của thủ đô. Nhưng 12 năm qua, dự án đầu tư tiếp nước cải tạo, khôi phục sông Tích vẫn chưa hoàn thành. Sau rất nhiều khó khăn, đến nay việc lấy nước từ sông Đà tại điểm cống đấu nối đầu nguồn đã hoàn thành. Nhưng để vận hành toàn bộ tuyến thì còn nhiều công việc mà các đơn vị liên quan đang nỗ lực triển khai. Đây là một trong 8 hộ gia đình hiện chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Dù đã có quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, nhưng chính quyền vẫn kiên trì vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Mục tiêu không phải là cưỡng chế người dân trong ngày chuẩn bị đón năm mới. Nguyện vọng của tôi là coi là hỗ trợ như nhà tôi cho thỏa đáng, không thiệt thòi cho nhà tôi, thế thôi. Tôi không chống đối, tôi không phản đối. Là người có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng, ông Tiết cho biết trước đây sông Tích nhỏ, nước không đủ sản xuất nông nghiệp. Khi dự án này hoàn thành, sẽ điều tiết nước, không bị thiếu mùa hạn, đồng thời tránh được lũ lụt trong mùa mưa. Do đó, dù bị thu hồi 280 mét vuông đất, nhưng ông đồng thuận và ủng hộ dự án. Tôi cũng là một người cán bộ của ngành thủy lợi trước đây, về hưu thì tôi rất thấu hiểu những cái gì có nợ chung cho thì mọi người dân là đều cố gắng để cùng đóng góp. Dự án cải tạo sông Tích có 27 km, đi qua 9 xã thuộc huyện Ba Vì với 302 hecta, liên quan tới 7.000 tổ chức, cá nhân phải giải phóng mặt bằng từ năm 2011 đến nay. Với khoảng 1,2 hecta còn lại, chính quyền các cấp của Ba Vì vẫn tiếp tục bền bỉ tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách đền bù và bàn giao mặt bằng cho dự án. Là xã nằm trong cái diện là xã thuộc vùng trung du của huyện Ba Vì nên chỉ áp dụng được một lần đơn giá là 84.000 đồng trên một mét vuông. Đấy, nên các hộ muốn nhân lên 5 lần nữa nhưng không có cơ sở pháp lý để nhân. Đấy, nên là các hộ chưa đồng thuận mà chúng tôi đang phải giải thích rất nhiều lần về chính sách pháp luật. Trao đổi về tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư là Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, dự án được phê duyệt năm 2010, khởi công tháng 5 năm 2011, nhưng đến năm 2014, chủ đầu tư mới được bàn giao một phần diện tích để thi công do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tiến độ của dự án nhiều lần bị điều chỉnh, mà gần đây nhất, thành phố cam kết hoàn thành toàn bộ đoạn 1, giai đoạn 1 trong năm 2023. Hiện chủ đầu tư đang nỗ lực để thực hiện được cam kết này. Theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thì đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 thì đã đưa được nước từ sông Đà và sông Tích. Và hiện nay là trên toàn bộ lòng dẫn là có 6 mũi thi công và sẽ phấn đấu trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao. Sẽ phấn đấu đến 30 tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành cơ bản các cái hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án. Sông Tích dài 110 km. Bắt nguồn từ vùng núi Ba Vì, thời gian qua, nhiều đoạn đã trở thành sông chết, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế xã hội của 8 huyện phía Tây, Tây Nam Hà Nội. Để làm sống lại dòng sông, năm 2010, thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án tiếp nước khôi phục sông Tích với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.